Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai ngày 8 tháng 11 2021. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có tin quan trọng, chích ngừa COVID vaccine cho trẻ em và tin tài liệu. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi bản tin vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên theo hướng dẫn của CDC. Chương trình do Thanh Trang, Trí Tôn và Võ Thiền Toàn thực hiện. Hầu hết trẻ em và tất cả thanh thiếu niên đều có thể chích vaccine COVID-19. CDC khuyến cáo mọi người từ 5 tuổi trở lên nên chích vaccine COVID-19 nhằm giúp chống lại COVID-19. Được phép chích ngừa Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 cho đến 18 tuổi, Moderna và Johnson & Johnson cho trẻ em từ 18 tuổi trở lên. Chích ngừa vaccine COVID-19 trên diện rộng là công cụ vô cùng quan trọng để bảo vệ tốt nhất cho mọi người, đặc biệt là những người có nguy cơ cao nhất mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong. Những người được chích ngừa đầy đủ có thể quay lại những hoạt động mà họ đã làm trước đại dịch một cách an toàn. Trẻ em từ 5 tuổi trở lên có thể chích liều phù hợp với độ tuổi vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Tìm hiểu thêm về những điều quý vị và con em quý vị có thể làm khi đã được chích ngừa đầy đủ. Tìm kiếm vaccine COVID-19 dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Chính phủ liên bang đang cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho tất cả các người dân đang sinh sống tại Hoa Kỳ, không kể đến tình trạng di trú hay bảo hiểm y tế. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con em quý vị về việc liệu họ có cung cấp chích ngừa COVID-19 không. Kiểm tra trang web của nhà thuốc địa phương để xem họ có dịch vụ chích ngừa cho trẻ em không cần hẹn trước hay phải đặt cuộc hẹn. Liên lạc Sở Y tế tiểu bang, lãnh thổ, địa phương hoặc bộ lạc để biết thêm thông tin. Tìm địa điểm chích vaccine ngừa COVID-19, tìm kiếm trên trang vaccines.gov, nhắn tin mã zip của quý vị với số 438829 hoặc gọi tới số 1-800-232-0233 để tìm các địa điểm gần quý vị. Tại sao trẻ em và thanh thiếu niên nên được chích ngừa COVID-19? Cho dù COVID-19 có xu hướng nhẹ hơn ở trẻ em so với người lớn, nó có thể khiến trẻ em bệnh nặng và thậm chí là phải nhập viện. Trong một số tình huống, các biến chứng do lây nhiễm có thể dẫn đến tử vong. Mặc dù trẻ em có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nặng thấp hơn so với người lớn, nhưng trẻ em có thể bị nhiễm virus gây ra bệnh COVID-19 hoặc mắc bệnh do COVID-19, các biến chứng ngắn hạn và lâu dài do COVID-19, lây truyền COVID-19 cho những người khác. Trẻ em với các bệnh nền có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 hơn so với trẻ em không có bệnh nền. Trẻ em bị nhiễm virus gây COVID-19 cũng có thể phát triển các biến chứng nghiêm trọng như hội chứng viêm đa hệ thống MIS-C, tình trạng mà các bộ phận cơ thể bị viêm bao gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các cơ quan tiêu hóa, giúp bảo vệ con em, gia đình quý vị và những người khác. Chích ngừa vaccine COVID-19 có thể giúp bảo vệ trẻ em từ 5 tuổi trở lên khỏi bị nhiễm COVID-19. Chích ngừa cho trẻ em có thể giúp bảo vệ các thành viên trong gia đình, bao gồm cả anh chị em không đủ điều kiện chích ngừa và các thành viên trong gia đình có thể có nguy cơ cao mắc bệnh nặng nếu họ bị lây nhiễm. Chích ngừa cũng có thể giúp trẻ em không bị bệnh nặng, ngay cả khi bị nhiễm COVID-19. Chích ngừa cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên giúp trẻ em có thể tiếp tục đến trường và tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi và nhiều hoạt động nhóm khác một cách an toàn. Hãy giúp bảo vệ cả gia đình quý vị và làm chậm sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng bằng cách chích ngừa cho bản thân và con quý vị từ 5 tuổi trở lên để chống lại COVID-19. Bảo vệ trẻ em chưa được chủng ngừa. Trẻ em từ 2 tuổi trở lên chưa được chích ngừa nên đeo khẩu trang ở các địa điểm công cộng và khi ở gần những người không sống cùng nhà. Tìm hiểu thêm về cách bảo vệ các thành viên gia đình chưa được chích ngừa. Vaccine COVID-19 an toàn cho cả trẻ em và thanh thiếu niên. Trước khi đưa ra khuyến cáo chích ngừa vaccine COVID-19 cho trẻ em, các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng. FDA đã cấp phép khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech để sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 15 tuổi và được chấp thuận hoàn toàn để sử dụng ở những người thuộc lứa tuổi 16 tuổi trở lên.
tìm hiểu thêm về quy trình phát triển, cấp phép và phê duyệt vaccine COVID-19. Lợi ích tiềm năng đã biết của chích ngừa COVID-19 vượt trội nguy cơ tiềm tàng đã biết. Chích ngừa vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên càng sớm càng tốt. Vaccine COVID-19 đang được giám sát về mức độ an toàn với chương trình giám sát an toàn toàn diện và nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. CDC giám sát mức độ an toàn của tất cả các loại vaccine COVID-19 sau khi vaccine được cấp phép hoặc phê duyệt sử dụng, bao gồm cả nguy cơ viêm cơ tim ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Còn quý vị có thể được chích ngừa cùng một lúc vaccine COVID-19 và các loại vaccine khác, kể cả vaccine cúm. Rất hiếm khi xảy ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau khi chích vaccine COVID-19. Các trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim đã được báo cáo sau khi chích ngừa vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Những phản ứng này rất hiếm. Trong một nghiên cứu, nguy cơ viêm cơ tim sau khi chích liều thứ hai của Pfizer-BioNTech vào tuần sau khi chích ngừa là khoảng 54 trường hợp trên 1 triệu liều được chích ngừa cho nam giới từ 12 đến 17 tuổi. Phản ứng dị ứng nghiêm trọng như sốc có thể xảy ra sau khi chích bất kỳ loại vaccine nào, kể cả vaccine COVID-19, nhưng trường hợp này hiếm. Còn quý vị không thể bị mắc COVID-19 từ bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào, kể cả vaccine của Pfizer-BioNTech. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của vaccine mRNA, chẳng hạn như vaccine Pfizer-BioNTech. Không có bằng chứng cho thấy vaccine COVID-19 gây ra các vấn đề về thụ thai. Liều lượng và cách chích vaccine COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên được chích vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech cùng liều lượng như người lớn. Vaccine của Pfizer-BioNTech dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có tác dụng tương tự như vaccine cho người lớn và người vị thành niên. Tuy nhiên, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi không được chích vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech dành cho người lớn và vị thành niên. Ngoài ra, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được chích liều lượng phù hợp với lứa tuổi là bằng 1/3 liều lượng vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech dành cho người lớn. Kim chích nhỏ hơn được thiết kế dành riêng cho trẻ em, sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Không giống với nhiều loại thuốc, liều lượng vaccine COVID-19 không thay đổi theo cân nặng của bệnh nhân mà tính theo tuổi vào ngày chích ngừa. Con em quý vị sẽ cần chích mũi thứ hai vaccine Pfizer-BioNTech 3 tuần sau mũi đầu tiên. Chuẩn bị chích ngừa cho trẻ em và thanh thiếu niên. Kinh nghiệm chích ngừa vaccine COVID-19 rất giống với các loại vaccine thông thường. Áp dụng lời khuyên hỗ trợ con quý vị trước, trong và sau khi chích ngừa định kỳ khi trẻ được chích vaccine COVID-19. Trước khi chích ngừa, hãy nói chuyện với con quý vị về những điều sẽ xảy ra. Quý vị không nên dùng thuốc giảm đau trước khi chích ngừa để tránh các tác dụng phụ. Nói với bác sĩ hoặc y tá về bất kỳ loại dị ứng nào mà con em quý vị có thể có. Để tránh bị ngất, choáng váng và thương tích sau khi chích ngừa, con em quý vị nên được để ngồi hoặc nằm xuống trong khi chích và chờ 15 phút sau khi chích ngừa. Sau khi chích ngừa COVID-19 cho con em mình, quý vị sẽ được yêu cầu ở lại khoảng 15 đến 30 phút để có thể quan sát phòng trường hợp chúng bị dị ứng nghiêm trọng và cần được điều trị ngay. Sau khi chích ngừa COVID-19 cho con em quý vị, tác dụng phụ có thể xảy ra. Con quý vị có thể gặp một số các tác dụng phụ, đó là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể trẻ đang tạo ra sự bảo vệ. Trên cánh tay nơi trẻ được chích có thể bị đau, mẩn, đỏ, sưng. Trên khắp phần cơ thể còn lại có thể bị mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt, buồn nôn. Những tác dụng phụ này có thể ảnh hưởng khả năng của con em quý vị thực hiện các hoạt động hàng ngày, nhưng chúng sẽ biến mất sau vài ngày. Một số người không bị tác dụng phụ và các phản ứng dị ứng nghiêm trọng là hiếm xảy ra. Nếu con quý vị bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau khi chích vaccine COVID-19, các nhà cung cấp vaccine có thể nhanh chóng cung cấp dịch vụ chăm sóc và gọi cho dịch vụ y tế cấp cứu nếu cần. Xin lời khuyên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con em quý vị về việc dùng thuốc giảm đau không chứa aspirin
và các bước khác mà quý vị có thể thực hiện tại nhà sau khi con em quý vị được chủng ngừa. Nhìn chung, aspirin không được khuyến cáo sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Đặt một chiếc khăn mát ẩm lên vị trí chích có thể giúp giảm bớt sự khó chịu